Muốn trở thành kẻ mạnh thực sự, hãy học đường đi của sói, trí tuệ của cáo và mưu lược của chim ưng. Sói là vua đồng cỏ, đại bàng là chúa tể bầu trời, còn cáo thì rất khôn ngoan. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ khi hội tụ đủ đường đi của sói, trí tuệ của cáo và mưu lực của chim ưng, bạn mới có thể trở thành kẻ mạnh thực sự. Thứ nhất, đường lối của sói. Sói không bao giờ chiến đấu một mình, bởi chúng hiểu rằng khi đối mặt với kẻ thù mạnh, sức mạnh của cá nhân không thể vượt qua được kẻ thù. Vì vậy, trước sự cạnh tranh, bầy sói luôn luôn đoàn kết, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau vượt qua khó khăn. Là một thành viên của bầy sói, sự xuất sắc của cá nhân dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng muốn tồn tại thì phải đoàn kết và hợp tác với các thành viên khác trong bầy. Chỉ có như vậy thì chúng mới không bị môi trường và xã hội đào thải một cách dễ dàng. Sói, dù ở một mình hay là thành viên trong bầy, chúng đều có tinh thần chủ động chịu trách nhiệm. Chỉ khi trong lòng nghĩ đến lợi ích bầy đàn, hy sinh vì bầy đàn, thì bầy sói mới có thể trưởng thành ổn định trong tự nhiên. Ngược lại, sẽ sớm bị môi trường đào thải. Đoàn kết để chiến thắng là cách sinh tồn của bầy sói. Bởi vậy, dù ở trong rừng rậm hay đồng cỏ, bầy sói sẽ không chiến đấu một mình. Sói có tinh thần tự nguyện hy sinh rất cao. Chúng sẵn sàng hy sinh, trả giá bằng cả tính mạng của mình khi cần. Đây chính là biểu hiện về tinh thần hy sinh của bầy sói. Trung thành, giữ chữ tín, quy tụ sức cạnh tranh của bầy đàn. Các cá nhân trong bầy sói không biết bày tỏ lòng trung thành với bầy đàn, nhưng chúng sẽ dùng hành động của mình để chứng minh giá trị quý giá của lòng trung thành. Và những gì doanh nghiệp hiện đại của chúng ta cần chính là tinh thần hy sinh vì tập thể này của sói. Khi cực kỳ đói, các cá thể của bầy sói sẽ không rời đàn của mình để kiếm thức ăn một mình. Dù bầy sói đang gặp khó khăn hay đang phát triển lớn mạnh, mỗi cá thể sói đều kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với bầy đàn, bởi lòng trung thành của chúng không cho phép bản thân chúng rời khỏi bầy đàn. Sở dĩ bầy sói trở thành tổ chức bầy đàn lớn mạnh nhất là nhờ sức mạnh chế độ. Đây cũng chính là tiền đề của sự đoàn kết và trung thành của loài sói. Sự phát triển của tập thể đòi hỏi phải có sự tuân thủ và phục tùng chế độ một cách tuyệt đối. Mặc dù hành động không nhất thiết mang lại thức ăn cho bầy sói, nhưng nếu không hành động, chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ đói khát. Vì vậy, chỉ khi hành động, chúng ta mới có thể đạt được lý tưởng và đạt được mục tiêu của mình. Thứ hai, trí tuệ của cáo. Thỏ chết cáo thương, một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Tại sao thỏ chết mà chỉ có cáo tỏ ra thương tiếc? Có thể thấy, cáo biết nhìn xa trông rộng hơn những loài động vật khác. Sở dĩ, cáo có thể sống cùng tất cả mọi loài là bởi đứng trước mọi loài, cáo luôn che giấu điểm mạnh của mình và chỉ thể hiện điểm bất lợi, khiến mọi loài cho rằng cáo không nguy hiểm đối với chúng, không có thái độ thù địch nên hoàn toàn có thể chung sống hòa thuận với nhau. Cáo mượn oai hùng. Chỉ có cáo mới đủ bản lĩnh để mượn oai hùng. Để thích ứng với điều kiện môi trường, sinh tồn trong thế giới muôn loài, cáo không thể không ngụy trang để bảo vệ bản thân. Chỉ có như vậy, cáo mới có thể có được những gì mình muốn và không bị kẻ mạnh ăn thịt. Hồ bằng cẩu hữu, tốt xấu như nhau. Chó được nhân loại ca ngợi vì sự thông minh và tính trung thành. Ai có thể đứng ngang hàng hay thậm chí đứng trước chó đây? Dĩ nhiên, chỉ có cáo. Mượn sức mạnh từ người khác không phải chỉ nói mà không làm. Cần phải có con mắt trí tuệ để phát hiện ra con mồi, đồng thời vận dụng những khả năng mà mình có, cộng thêm mưu kế, mượn lực khéo léo thì mới có thể thành công. Người tốt, người xấu vốn không có ranh giới nhất định. Môi trường sống phức tạp khiến chúng ta không thể mãi duy trì hình tượng của người tốt hoặc kẻ xấu. Do vậy, nhiều lúc chúng ta vừa phải diễn vai tốt, vừa phải diễn vai xấu,
làm được cả người tốt lẫn người xấu mới có thể sinh tồn trên thế giới này. Khi đối đầu với kẻ địch, cần phải xem xét thời thế. Nếu phải cúi đầu, cáo sẽ không ngẩng cao đầu. Nếu phải lùi, cáo sẽ không tiến. Bởi cáo hiểu rõ cái lợi và cái hại giữa tiến và lùi, giữa được và mất. Bởi vậy, nên cáo luôn nắm bắt được thời cơ và thành thục trong rừng sâu. Thứ ba, mưu lực của chim ưng. Chim ưng vốn được nhân loại xem là kẻ mạnh trên tất cả mọi kẻ mạnh, là chúa tể của bầu trời. Không ai dám thách thức chim ưng. Chim ưng là một loài sinh vật mà dù chết cũng phải bảo vệ danh dự của một kẻ mạnh. Chúng là kẻ mạnh trên bầu trời, là kẻ mạnh của một thế giới tự nhiên. Tâm thái kẻ mạnh giúp chúng tự do bay lượn trong không trung. Khi danh dự kẻ mạnh của chúng bị thách thức hoặc bôi nhọ, chúng sẵn sàng dùng cái chết để bảo vệ điều đó. Vậy nên chim ưng mới có khí chất và phong thái độc nhất vô nhị, không bao giờ thay đổi. Trong xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kẻ mạnh thôn tính kẻ yếu này, bất cứ doanh nghiệp hoặc công ty nào, từ khởi nghiệp cho tới khi phát triển lớn mạnh, cũng đều phải có tâm thái kẻ mạnh như chim ưng. Phải xây dựng được phong thái kẻ mạnh của riêng mình thì mới có thể bứt phá, trở thành cao thủ trong cao thủ. Ánh mắt của chim ưng vô cùng sắc bén. Khi đã xác định được mục tiêu, nó sẽ nắm bắt đúng thời cơ và nhanh chóng tấn công. Doanh nghiệp một khi đã đặt ra mục tiêu, cần phải dốc sức để thực hiện. Nếu không, mục tiêu sẽ mãi lơ lửng trên cao và không thể trở thành hiện thực. Chim ưng biết rằng bắt cá hai tay, làm hai việc cùng lúc đôi khi sẽ hỏng cả hai. Người kinh doanh hay lãnh đạo doanh nghiệp đều hy vọng doanh nghiệp của mình ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng sức lực của mỗi người đều có hạn. Chỉ khi tập trung toàn bộ sức mạnh vào một việc nào đó mới có thể khai thác tiềm lực một cách triệt để. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu doanh nghiệp, đầu tiên cần phải bồi dưỡng khả năng, chuyên tâm và tập trung của mỗi thành viên trong doanh nghiệp. So với những doanh nghiệp tự động đầu hàng, không đấu tranh trước kẻ mạnh hoặc chùn bước, không nỗ lực trước khó khăn, thì những công ty đứng lên từ thất bại, tiếp tục tiến về phía trước, càng khiến con người ta phải nể phục hơn. Dù trong một ngày nào đó bị xã hội đào thải, nhưng ký ức đẹp về nó vẫn mãi tồn tại trong tim mọi người. Trong quá trình săn mồi, chim ưng kiên nhẫn hơn những loài động vật khác, nên nó có được những miếng ăn ngon mà nhiều loài động vật khác không thể có được. Có nhà văn từng nói, bất kỳ cuộc đua nào về sức mạnh và sự kiên nhẫn, hãy đặt cược vào sự kiên nhẫn. Có thể thấy, kiên nhẫn ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của mọi việc. Trong cơ hội thường có rủi ro tiềm ẩn, nhưng rủi ro đôi khi sẽ mang lại lợi nhuận cao. Muốn nắm bắt thời cơ kịp thời, đầu tiên phải khắc phục tâm thái bằng lòng với hiện trạng. Thay vào đó, phải không ngừng chú tâm đến những thời cơ mới, cơ hội mới. Con người thông minh hơn động vật, nhưng động vật vẫn có rất nhiều điểm đáng để con người chúng ta học hỏi. Giống như đường lối của sói, trí tuệ của cáo và mưu lực của chim ưng sẽ giúp chúng ta bứt phá, trở thành kẻ mạnh thực sự trong những kẻ mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài viết. Nếu thấy bài viết này hay, hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.